Rồi bờ 106 106 Nếu như mà bấm máy tính nên này phải tập bấm đi Vì nhà mấy em tập bấm đi chứ ha Bấm máy tính Trước mắt là Dùng cái menu 8 Menu 8 Nhập thái sâu nhập dạy thôi Logarit số 4 Của X Cạm 7 chuyển một tay qua chuyển bên này qua kia thành dấu trừ nha thành trừ logarit số 2 của x cộng một khi mình chuyển qua như vậy là mình sẽ nó sẽ dương dương cho nên khi mình bấm nó dương mình mới nhận nhưng mà chả từ đâu đến đâu em thấy là cái số nhỏ nhất của nó là trừ một số lớn nhất của nó là nam ở đâu đây nó có âm cùng dương vô cùng nên trừ một với nam có thể là các cái bước của nó là trừ một này nam thì mình cho chạy từ trừ nam tới nam đi 5 nam đại diện cho âm vô cùng cùng nam là tới đây của tới tới bản thân nó này là thành dương vô cùng đi từ trừ nam tới đây mới thôi chạy từ từ 10 tới 10 đi trừ 10 ủa nó 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 bằng chạy từ trừ 10 tới 10 và step mình lấy không Việt Nam thôi à má ơi chạy không nổi thì nói nha rồi nó bao lỗ hết bao lỗi hết kệ nó mình đang cần dương thôi nha bao lỗi bao lỗi bao lỗi bao lỗi bao lỗi hết cái bao lỗi nó sẽ là cái gì à và hết này, nó dương nó dương ngay chỗ này thì nếu mình muốn lái mình lấy trước đó một chút là trừ một lấy được nha chỗ đây là nó dương ngay chỗ nếu mà mà nó dương ngay chỗ âm không biết nam thì mình lấy phía trên đó là trừ 1 thì dấu tròn Thế là dấu tròn này ứng cử viên này rồi xuống nữa thì coi nó chạy tới đâu Xuống nữa Dương, dương Là tới số 2 Tới số 2 nó bằng 0 Mà cái phương bất định không có dấu bàn Nên là lái chỗ số 2 phải dấu tròn Chứ tại vì số 0 không có lái giờ là chạy trừ 1 thứ 2 nó bấm C Sáng Đấy chứ Tập đọc và tập tập bấm Rồi tập đọc cái kết quả Nói chứ phải bấm là dễ rồi đạt cái kết quả nữa Còn dễ thằng này Dễ thằng này thì cái logarit cơ số 4 này em rút bớt ra ngoài đi thành là logarit cơ số 4 là mũ hê mũ hê này mình có thể đưa ra ngoài thành 1 phần hê nghịch đảo nha à, của x cộng 7 bỏ số hê này đi rồi lớn hơn logarit cơ số hê của x cộng 1 à à, mình đưa cái mục phần 2 vô trang này mình mới làm được thành logarit cao số can x cạm 7 lớn hơn logarit cao số của x cạm 1 như vậy là nhiều này giữ nguyên đúng không do cao số hơi này lớn 1 thành là can của x cạm 7 lớn hơn x cộng 1 và điều kiện của mình là x cộng 1 phải lớn 0 A lớn hơn B Chỉ cần B lớn hơn 0 thì cái phía sau nó lớn theo Cho nên không cần vái Rồi ở đây mình sẽ bình phương hai vế lên cho được là X lớn hơn trừ 1 ở dưới này Còn trên bình phương thì được X cộng 7 lớn hơn Bên này bình phương khai triển ra luôn X bình cạn hơn X cộng 1 Rồi chuyển nó qua Thì chuyển hết qua đây này, Thì được là X bình phương X chuyển qua trừ X thì còn lại là cạn X 7 nhân qua là trừ 7 còn trừ 6 nhỏ hơn không nha nhỏ hơn không x lớn trừ 1 rồi dễ các bác phương trình trên <laughs> bác phương trình trên em bấm máy tính ra nó sẽ ra được một nghiệm là trừ 3 với là ha nhỏ hơn không <laughs> trăm trế ngoài cùng càng âm bỏ dương là như là trừ 3 thứ hai bỏ số 1 đi luôn số 1 nằm ở đây, nằm ở đây. lớn hơn 1 nhỏ hơn một, bộ, bỏ như vậy là nó còn có trống khoảng từ một tới hai đáp án từ một trừ một chứ trừ một trừ một trừ một tới hai đáp án c thấy chưa thì à, làm tay nó cũng tương đối là nhọc nhằn nhưng máy tính cái bùm rất là sao đó cho nên là cố gắng em phải luyện tập máy tính bấm nha ở đây thì sẽ luyện tập luôn cái bờ 107 này vì các cái bước của nó rất là em thấy nó rất là ngắn không tới một thế mà không thứ một thì chuộng thì step của em nó phải nhỏ xuống nó mới thể hiện được cái răng ruột từ không thứ một chứ step một nó ba từ số không qua số một luôn á step là bước nhảy mà em nhảy nhảy một từ không nhảy lên một một nhỏ lên hai nhảy lên ba đúng không à. nên là nó không có thể hiện được cái ruột nên mình light step phải nhỏ hơn một à. cái nhập cái hầm vô đi ra tính sao hôm hầm này là ac cứ bấm một cách chắc ăn nha Bấm nhanh nhưng mà phải chắc ăn Logarith ca số H qua X Đãi 1 tên qua Cạm Logarith ca số 3 Đãi 1 tên qua X Rồi đãi 1 tên ra Cạm Logarith ca số 4 Đãi 1 tên qua X Rồi đãi 1 tên qua Cái đóng này chuyển qua Chuyển qua với đội giáo Thành trừ Logarith ca số h của x cái số 20 đó mà làm tự luận cũng hơi bị mệt đó à. rồi và bắt đầu này ta sẽ bấm vô bàn nó bắt đầu từ đâu em thấy nó nhỏ nhỏ nhất là không lớn nhất là một thì mình cho trả nó từ trừ 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 nam tới nam đi trừ nam đến nam step mình lấy không phải thôi à không chịu từ nam tới nam step không nghe không chịu thì lấy nhỏ lần xíu nữa lấy 0,3 cũng được không ba cũng được không ba dương mới lấy nha dương mới lấy còn nếu như ê, nhanh hơn thì em thấy là điều kiện ít lớn không ít lớn không thì nó không thể lấy số âm được cho nên là em thấy ngay từ đầu em cho chạy từ từ không cho đến là nam step là biết ba cũng được nè lỗi này là mình yêu cần là Dương nha yêu cầu dương cho nên nó âm không lái này đó, Dương đây Dương ngay chỗ ngay chỗ này nó dương này đó. Dương một, ha thì mình có thể quyền lái phía trước đó một chút là 0,9 0,9 thì mình sẽ lấy một không, chín nó là dương rồi không phải chính là âm rồi như vậy một viết nó đã dương một phía khê dương thì lái ngay số 1 à đúng rồi một phía khê mà nó dương thì cái lái ngay số 1 có thể lấy số 1 như vậy không biết số 1 này là mình của mình có lấy dấu, dấu tròn hay dấu vuông này đó đây là một cái một cái sơ lầm khi mà lấy cái cái step nó nó lẻ nó lẻ nó không thể hiện số 1 đó cho nên là thoát ra ngoài đi cho lái step nó không phải khơi đi không phải khơi nó sẽ có xuất hiện số 1 chứ không phải qua không có số 1 đó rồi xuống này, à, không này ngay không nè số 1 nó hiện số không này nếu lấy số 1 dơ đây nó không có dấu bàn nếu lấy số 1 thì phải dấu tròn ha. rồi đi xuống dương 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 hết à, dương hết luôn từ số 1 đi dương hết vậy là lấy từ số 1 ra đi nó là, là câu a à, không từ số số một không lái mà số một không lái thì câu đi chưa đó đó là cách bấm máy cực kỳ lạ, nên là 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 bữa cung cấp đã bán chưa, cung cấp đã bán biểu về bấm thử đi ha, mà nên phải tập bấm đi nha. Rồi còn về từ luận thì đưa hết nó về cùng cơ số được không? 3, ba bốn như vậy là không thể đưa về cùng cơ số được, thì mình dùng phương pháp đổi cơ số để đưa về cùng cơ số, đưa hết về cơ số ha như là logarit cơ số 2 của x cảm cho logarit số 3 là logarit số 3 của của a nhân logarit số 2 của x. Rồi, ở chỗ này cũng vậy cơ 4 tức là cạn cho logarit cơ số 4 của a rồi nhân cho logarit số 2 của x. Đúng rồi, bóng được về được, mình lỡ làm luôn ha. đây lớn hơn là logarit số 20 20 của a nhân logarit số 2 của x. Rồi mình chuyển qua mình đặt logarit cơ số 2 của x ra ngoài làm nhân tử chung. À, như vậy là phía này còn lại là một này cạn logic 3 của h này cạn logic cao số hê, 4 của h này rồi trừ cho lưới cao số 20 của hơ này à, yêu cầu là phải lớn hơn không lớn không thì mình phải xem thử cái ruột này nó lớn không nhỏ không có đã em bấm thử là một cạn 3 của hơ cạn 4 của hơ trừ 20 của hơ thử nó âm hay là dương ở nhanh tay bấm dùm cái nhặt nhặt bấm nhanh này bạn tưởng là nó dương hả? Dương À nó dương Nếu nó dương rồi thì muốn cằn dương Thì cái logarithma số 2 của x nó dương thôi Dương thì tương đương x sẽ lớn hơn Đậu lấy 2 mũ 0 là bằng 1 x lớn 1 Đáp án là câu gì đó ha. Câu nãy mình làm đó Có đi chưa? Đó. Cho nên là những cái bài này thì các em nên tập làm mà mình bấm má bấm má giùm thầy đi em đến phi ha để mình tranh thủ đi qua kia luôn nó dứt điểm cái này luôn như rồi rồi toàn bộ phần còn lại là em tự bấm má nha để coi thử có bài nào hay hay thì sẽ sẽ làm tay đa phần cũng đưa về cùng cơ số hết một một nam này một một nam ok rồi đó giải đi bằng đầu ngoái thì hỏi họ... 115 như hình vả 115 115 hình như là đề này nó bị xơ thôi á Nhưng mà giờ cứ làm đi Cứ làm đơn chuyển nó về Đưa nó về 3 của hết nha Logarith số 3 của 3 tên x Rồi nhăn logarith số 2 của x trừ logarit số 3 của x mũ 3 trên căn 3 nhỏ hơn 1 phần 2 cộng cho cảm cho logarit số 2 của căn x Hình như nhớ bị sang ngay chỗ cái 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 số 3 này này Ủa đây cũng số 3 mà rồi ở để tính sao đi nhớ là nó sâu sâu rồi hay à, là bài này là bài nào mình đã tách chỗ này ra tách chỗ này ra nó là hiệu là phép chia chia thành hiệu là 3 của 3 là 1 trừ logarit số 3 của x rồi còn chỗ đây là logarit số 2 của x thì đó trừ logarit k cũng hiệu là chia 3 của x mũ 3 đưa số 3 ra ngoài rồi trừ cho đằng trước có dấu trừ này tao mở ngoài đi trừ logarit số 3 của căn 3 mà căn 3 là 3 mũ 1 phần 2 1 phần 2 đưa ra ngoài 1 phần 2 đưa ra ngoài cộng 1/2. Cảm 1/2 logarit cơ số 2 của căn x. x là mũ 1/2. 1/2 đưa ra ngoài này thì thành là đưa ra ngoài này Từ 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 chỗ này làm nhanh quá làm nhỏ hơn 1/2. Cảm. Cảm cho logarit cơ số 2 của căn ha, căn x căn x là x 1/2 đưa ra ngoài này luôn. Đó, rồi chuyển hết nước quang bên để mà đặt nhân tử chung chuyển qua ta được là trừ một trừ logarit số 3 của x rồi logarit k số 2 của x phá chúng ngàn ra được 3 logarit số 3 của x cộng 1 phần 2 à, cộng 1 phần 2 với trừ bước 1 phần 2 bên kia luôn đi trừ 1 phần 2 trừ 1 phần 2 logarit k số 2 của x nhỏ hơn 0 rồi chưa đây ta vẫn giữ nguyên là một từ logarit số 3 của x nhân cho logarit số 2 của x gồm hơn này là gồm hơn thằng đó là nhưng là nó không có giống cái phía bên kia không giống bên kia à... do nó có trừ 3 đó nó có trừ 3 mình nó không có gom được uhm, cái này hết nè còn lại là trừ 3 logarit k số 3 của x trừ 1 phần 2 logarit k số 3 của x nhỏ hơn 0 cái này phải đổi k số thôi hôm nay thì mình đổi k số chứ không gì khó khăn cả đổi hết về k số 2 luôn nha đổi hết về k số 2 luôn đổi hết về k số 2 đồng thời đạt t bằng logarit k số 2 của x luôn cho nó gọn nha như vậy trong trang này là 1 trừ cho 3 tức là logarit k số 2 của 3 cộng 3 của 2 3 của 2 nhân lô số x là t bên ngoài nhân lô hai là t trừ cho 3 lô 3 này là 3 của 2 còn 2 của x tức là t luôn trừ 1 phần 2 t nhỏ hơn 0 Đó. nhân phân phối vô ta được là t nhân phân phối vô là t trừ t bình nhân lô rít số 3 của ha trừ cho 3 logic số 3 của t và trừ 1 của t nhỏ hơn 0 ở đây nó có t này mình đặt t ra ngoài làm nhân thứ chung nếu đặt t ra ngoài nhân thức chung thì đặt ngay từ đầu mắt như vậy không chỉ nó cực đây đặt t ra ngoài nhân chung thì bên đây nó còn lại là 1 trừ logarit số 3 của t còn chỗ này nó còn lại là 3 logarit số 3 của ha còn cho nên tròn trừ 1 phần ha nhỏ hơn không à. rồi để làm bài toán này thì mình lại đi tìm nghiệm và xét giáo muốn tìm nghiệm thì cái này nó có nghiệm bằng không rồi còn nghiệm trao này mình tính cái ruột trao này muốn tính nghiệm trăm thì mình chuyển cái logarit này qua bên kia thì nó còn là logarit cơ số 3 của ha bên đây nó còn một một trừ 2 hai này một trừ 1 phần 2 là 1 phần 2 trừ 3 logarit k số 3 của hà 1 phần 2 này mình gom luôn đi 1 phần 2 à, số 3 này đưa vô trang à, bằng làm đây là của t này à, logarit k số 3 của 2 nhân t bằng 1 phần 2 là lo, logarit k số 3 của căn 3 là 1 phần 2 trừ logic cao số 3 của 3 đưa vô thành 3 nhân mu 2 là 8 rồi nhập cái đó lại luôn logic cao số 2, 3 của 2 nhân t sẽ bằng đây là logic số 3 của căn 3 phần 8 rồi chia xuống luôn nha như là t sẽ bằng logic số 3 của căn 3 phần 8 chia xuống chia logic cao số 3 của 2 tức là nhân logic số 2 của 3 rồi áp dụng công thức đổi uh, cơ số đó, mình viết cái 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 này ra phía trước cho dễ thấy này. T bằng viết lần trước logarit cơ số 2 của 3. Đó. em thấy là cái này nó giống nhau này. Đó, nó sẽ bằng là logarit cơ số 2 của căn 3 phần 8. Rồi có được cái T này. Rồi bữa hồi nãy có cái T này bằng 0 nữa này. Được chưa? Rồi gạch trục số ra, một nghiệm là 0, một nghiệm là một nghiệm đây. 2 của căn 3 logarit số 2 của căn 3 phần 8. Xét giáo nhá, Xét giáo trăm trớ ngoài cùng thì mình bây giờ mình không biết trăm trớ ngoài cùng bây giờ mình cho để cái giá trị t bằng máy đó. Thì do mình chưa có biết. Đây là xét giáo phương trình bậc hai cũng được vì thực chất nhân vô nó ra phương trình bậc hai theo t mà phương trình bậc hai theo t này à, và có nó hệ xoa âm này thì trong trớ là dương ngoài cùng là âm mà căn âm thì bỏ dương đi như vậy là nó ra được là t nhỏ hơn không hoặc là t lớn hơn logarit k số 2 của căn 3 phần 8 từ đó suy ra hồi nãy t là mình đạt là logarit k số 2 của x nhỏ hơn không và logarit k số 2 của x sẽ lớn hơn logarit k số 2 của căn 3 phần 8 rồi này đậu lên đậu lên x sẽ nhỏ hơn mũ 0 là 1 đồng thời x phải lớn 0 nữa nha x phải lớn 0 và chỗ này là nó cùng cơ số rồi cơ số lớn 1 chiều dưới nguyên x lớn hơn căn 3 phần 8 Đấy. 0 thứ 1 và lớn căn 3 phần 8 bằng 15 1 1 5 từ 0 thứ 1 và lớn hơn căn 3 phần 8 số kỳ vậy nhỏ hơn không trong tế ba là nó phải lớn hơn rồi đó một nó bằng không mà đây là ba mà đây là hai mà đây này là trang tế ngoài cùng này ồ oh, ở à đúng rồi lớn hơn lớn hơn nè lớn hơn như vậy nó chạy từ không tới một và lớn hơn cân ba bằng tám một năm nhớ nhìn đáp án nó bị sơ sau đó đúng rồi đây cái logic kia nó nó âm rồi thầy với uh, logic nó âm âm phi hai âm cái cái này là âm à yeah, yeah. à đúng rồi nhỏ hơn một sắp xếp không đúng vị trí như vậy nó là logarit số hai của căn ba phần tám rồi cái này nó là không rồi như vậy nó sẽ nhỏ hơn chỗ đây là nhỏ hơn này nhỏ hơn này cái này nó lớn hơn này này lớn hơn này Rồi, cái này nó là nhỏ hơn này Rồi. lớn hơn thì chỗ này nó không có cái lớn hơn thì đậu lên thôi đậu lên thì ít x sẽ lớn hơn muốn không là một còn lần này nó sẽ nhỏ hơn x sẽ nhỏ hơn là căn 3 phần 8 hoặc phải có điều kiện x lớn không không tới căn 3 8 và lớn 1 Rồi, OB. Được là câu B là dễ bằng dễ bằng, bằng 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 tự luận á thì nó cả một đống thế này này à, mà trong khi dễ nhanh á còn máy tính nó vẫn chạy được nó lẻ kệ nó ha nó lẻ đây này số lẻ này em xem thử là số lẻ thì nó sẽ bấm như thế nào nha vì cái số không tới căn 3 phần tóm nó rất là bé nên step của em buộc phải không phải một buộc phải không biết một nếu mà buộc không biết một thì em chỉ chạy to to lắm nó bằng một thế này em cho chạy từ một tới hai chứ không biết một được rồi Đúng không nhắp nguyên cái này vô và cho chạy từ không uh, tới ha à, từ một uh, tới ha không à, đi từ không tới không tới hai đi step không 1 một nó sẽ xuất hiện Thấy chưa nó sẽ có đoạn là đoạn này nó âm này rồi sau đó nó, nó dương biết từ từ một ra đi nó sẽ âm Thấy chưa à, bấm bấm máy thử nha mình để ý cái step của mình đó để ý cái số này nó nhỏ lắm nên buộc phải step back với không một mới thể hiện được Ok Rồi Còn hỏi bài nào nữa không nè Không có bài nào nữa Thì mình sẽ đi tới cái bà 130 Còn những bài khác mà em bấm nhé Bấm mà vì nhà mà lát này sẽ cung cấp đáp án Vì nhà, bữa trước cung cấp đáp án về cung cấp đón người nhà bán về nhạc giờ rồi này một hơi mươi một hơi ba này một hơi mươi một ba sao cặp một hơi mươi một một bốn giờ hỏa hả dạ. à, giờ giờ hỏi một hơi mươi một hơi ba một bốn hả một không sáu một không bảy một một sáu một à một không sáu đâu hỏi tuấn lúc 106. thì nói 10. Đâu mà họ tốt nó như vậy 106 rồi mà 106 10... 126 Ờ à. 126 Rồi làm Làm 126 nha Còn những bài kia Mấy em có thể bấm má 126 bấm má được không Nhạc Nhạc hay Bấm má được, được. Bấm được được nhưng mà đang mà họ tự luận thôi chứ còn bấm máy được đúng không? Dạ. rồi với bên này mà làm thì mình để ý là hơi thằng này này nhân nhau ra được này, à, tôi uh, nhân nhau ra ít bình phương này không 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 ra được, không ra ruột đúng không? Uh, ra ba x trừ x không không ra được, thôi kể, không ra thôi, <laughs> điều kiện điều kiện là x bình phương trừ 5x cộng 6 phải lớn hơn 0. x trừ 2 lớn hơn 0. x trừ 2 mà lớn hơn 0 thì x cộng 3 nó cũng sẽ lớn hơn 0. Được chưa? Rồi tương đương à x bình phương trừ 5x cộng 6 hình như nó có một nghiệm là 2 hey, một nghiệm là 3 nên là x trừ 2 nhân cho x trừ 3 là phải lớn hơn 0 và x trừ 2 lớn hơn 0. x trừ 2 lớn hơn 0 rồi thì buộc x trừ 3 cũng lớn cũng phải lớn hơn 0 và x trừ 2 lớn hơn 0 tương đương là x lớn hơn 3 và lớn hơn 2 lấy cái lớn nhất đó là điều kiện chưa? chỉ cần x trừ 3 mà lớn không thì tất cả thì lớn không hết chưa? rồi đó là điều kiện nhé sau khi điều kiện xong rồi mình sẽ đưa về cùng cơ số 3 cơ số 3 cơ số 3 nha như vậy phiên trước nó ra được là logarit cơ số 3 của can x bình phương trừ 5 x cộng 6 lần sau này cái 1 phần 3 là 3 mũ trừ 1 đưa ra ngoài là dấu trừ logarit số 3 của can x trừ ha lớn hơn bây giờ cái 1 phần 3 này này nó là là mũ trừ 3 mà mũ trừ 1 trừ 1 đưa ra ngoài dấu trừ dấu trừ đưa lại vô trang luôn chứ bây giờ nếu mà không để để chỗ đây không xử lý được nên bằng là logarit số 3 của x cộng 3 mũ trừ 1 phần ha mũ trừ 1 phần 2 mà mũ trừ 1 phần 2 a mũ trừ 1 phần 2 tức là bằng 1 trên a mũ 1 phần 2 Tức là bằng 1 trên can của A. Đó, một 1 điểm làm cho lạ nhé. Như vậy chỗ này nó sẽ ra được là 1 trên can của X cộng 3. Rồi gom chỗ này lại. Dấu trừ lại gom. Thành là lô số 3 của can X bình phương trừ nam X cộng 6. Chia cho can của X trừ 2. Và lớn hơn là lô số 3 của 1 trên can của X cộng 3. Rồi cái ở trên này nó có trên cái can này này cái can cùng cơ số rồi cơ số lớn một nên chiều giữ nguyên nhưng mà trên can mình phân tích thành can của x trừ ba nhân cho các x trừ ha đã phân tích cho này nó có nghiệm này đó chia cho can của x trừ ha lớn hơn một trên can của x cộng ba ừ. ở đây mình rút gọn bớt cái căn ha căn ha rồi như vậy là can của x trừ ba nhân chéo lên luôn được quyền nhân chéo bỏ luôn bỏ giáo luôn tự do can luôn dương à, nhân căn cho x cộng 3 và lớn hơn 1 bình phương hai vế thì được x a cộng b nhân bằng a bình trừ 9 lớn hơn 1 với tương đương x bình phương sẽ lớn hơn 10 lớn hơn nó sẽ nằm ngoài là x sẽ nhỏ hơn trừ căn 10 hoặc là x sẽ lớn hơn căn của 10 và cái này em sẽ bấm máy tính được nhưng mà nãy điều kiện của mình là x phải lớn hơn mấy x lớn hơn 3 x lớn hơn 3 thì chỉ lấy được cái này thôi đây là trừ căn 10 đây là can 10 số 3 nằm đây. Đây là bỏ khúc giữa. Lớn 3, nhỏ 3 bỏ. X sẽ lớn can 10. Đáp án là câu B. Được chưa? Rồi. Câu nào nữa nha? Giờ một tốn Rồi. Cũng gần cái cao thì định làm Còn nhiều lắm. một hai tám mấy một một bốn một bốn một bốn một bốn này tới một hai tám một bốn tập nghiệm bắt phương trình là dễ thôi <laughs> điều kiện Ý là điều logarit số a của x là x phải dương rồi nếu mặt này nó dương nữa là x nó phải lớn hơn đậu lên á nếu a lớn một thì x sẽ lớn hơn một như tình huống này này à, thì đúng ra điều kiện của mình là cái phân số này này nó phải là dương Đó. rồi cái logarit này là nằm trong biểu thức logarit nó là dương một lần nữa nên cái này phải lớn một nên chỉ cần điều kiện là lớn một thôi được chưa? À, cho nên là khi làm điều kiện hoặc còn nếu như không biết thì cứ làm điều kiện hết đó. Mấy bữa nay thì máy tính nó chạy thì số 1 Tại vì nó khó có Không có được cần điều kiện gì cả Điều kiện là logarit cơ số 3 Của 3x 1 Trên x cộng ha Phải lớn hơn 0 Tương đương là 3x 1 Trên cho x cộng ha Phải lớn hơn 1 Và thêm vô cái điều kiện là x cộng ha Phải khác 0 nữa Cộng ha phải khác 0 nữa Rồi như vậy là x này phải khác trừ ha. Cái này phải dở nha, bắt phương trình này phải dở đó Chuyển nó qua ta được là 3x trừ 1 chia cho x cộng 2 trừ 1 lớn 0 x khóc trừ 2 Quy đồng giữ mẫu sát giáo Quy đồng này thì quy đồng nhanh nè x trừ x 3 x trừ x còn là 2x Rồi, cái này nhân lên nó là trừ 2 với trừ 1 nó là trừ 3 Chia cho x cộng 2 lớn 0 x khóc trừ 2 gạch trục số ra để giải quyết này cái tử này nghiệm bằng 3 phần 2 cái mẫu là nghiệm là trừ ha được để, trước này để xe là trước quất 3 phần 2 rồi hệ số này dương đây này là ngoài này là dương vô đây nó âm rồi này dương cần dương bỏ âm đi chưa như vậy là x nó sẽ nhỏ hơn trừ ha hoặc là x sẽ lớn hơn 3 phần ha nó thỏa mãn điều kiện là khác luôn đây là điều kiện rồi. có điều kiện rồi mình đổi thôi đậu lên nhưng mà cơ số nhỏ hơn một đậu lên đảo chiều ra được là logarit cơ số 3 của 3x 1 chia cho x cạn ha đậu lên nhỏ hơn 1 phần 2 mũ 0 là bằng 1 rồi tiếp tục đậu lên x trừ 3x 1 chia cho x cạn ha nhỏ hơn 3 1 là 3 là chuyển số 3 qua quy đồng xét giáo 3x 1 trên cho x cộng 2 3 nhỏ hơn 0 à tương đương thì tính nhẩm nha. x lên đây là trừ -7 của -7x khác, còn cái này là trừ -6 của -1 là trừ -7. Trừ -7 trên cho x 2 nhỏ hơn 0. Bây giờ nhỏ hơn 0 cái tử nó âm rồi. Muốn nhỏ hơn 0 thì cái mẫu phải dương chứ không âm chứ âm thành dương sao? Vậy là x càng này là lớn hơn 0. Tương đương là x sẽ lớn hơn trừ -2. Rồi, kết hợp với điều kiện này. Kết hợp điều kiện này. Như vậy là đây nó là trừ -2 đến 3 phần ha nó bỏ khúc giữa mà ít lớn hơn trừ ha thì nhỏ hơn từ ha bỏ Được chưa? như vậy cuối cùng mình lấy đoạn này ok chưa 3 phần ha đoán đi rồi qua một hơi tám này một hơi sáu có một hơi một hơi sáu không nha một sáu năm rồi rồi nhớ nghe nhớ thì không nhớ con số lâu cái bờ mà bỏ ra thì à bờ làm rồi với con số thì không nhớ đó. rồi với phương trình này nghiệm của Bắc phương trình, phương trình dễ bình thường mấy bên này mấy bên này dễ bình thường à, đậu lên thôi đậu lên nhưng mà phải có điều kiện điều kiện điều kiện điều kiện cũng chẳng cần điều kiện luôn em vì đúng ra điều kiện này các ruột là dương này nhưng mà khi đậu lên á, thì nó là hơi mũ mà hầm mũ luôn luôn dương nên là không cần điều kiện luôn do đó là tương đương với là 7 nhân cho 10 mũ x, x trừ 5 nhân cho 25 mũ x sẽ lớn hơn hơ mũ hê x cầm 1 nó trở về bắt phương trình mũ bắt phương trình mũ thì đây là à, 3, 3, hệ số 3 hệ số này đúng không cái đây nó là hơi này, hê bình phương này, 15 tức là 5 bình phương này hơi nhân 5 là bằng 10 này, đúng không? Rồi dọn này là chia hai vế cho ca số với nhất là 4 mũi cái, hơi mũ hơi x, hơi mũ hơi x tức là bằng là 4 mũi, chia vế cho 4 mũi x nhá. Vậy chỗ này là 7 nhân 10 chia 4 tức là còn 5 phần hơi mũ x trừ cho 5 25 à, 15 trên 4 tức là 5 phần hơi tất cả mũ hơi x rồi cái này chia cái thấy mất rồi nhưng mà nó còn cái số một cái này cái số cạn một này tách cho ra lớn hơn hơn mũ một hơn một là hai hiểu chưa rồi, cảm thấy nó lan tan cho là tôi nói nha cảm thấy phải ông hiểu chỗ nào nói nha rồi tôi đặt t là bằng Nam phần hai tất cả mũi x lớn không thì cái bắt công trình đã thành là để sắp xếp rồi nè trừ nam t bình còn chỗ này nó là cạm cho bãi t chuyển hai qua trừ hai lớn không máy tính chạy <laughs> Trừ b một sinh phần nam nhỏ hơn t t đúng không đúng mọc mọc đúng không đúng không đúng không, đúng không? Đúng không? đang chờ nha bên nó bấm đi đúng không rồi ok rồi drop t vô cho họ tức là H phần nam nhỏ hơn t là nam phần h mũ x mũ x và nhỏ hơn một H phần nam tức là nam phần h mũ trừ một nhỏ hơn nam phần h mũ x 1 là 5 phần 2 mũ 0 5 phần 2 là lớn hơn 1 nên các cái chiều này giữ nguyên hết trừ 1 nhỏ hơn x, nhỏ hơn 0 cùng cái số hết rồi Đúng không? thì nó sẽ tính số mũ chiều giữ nguyên Đúng không? Đúng rồi. từ uh, trừ 1 tới 0 câu B mấy bài đó này, nó kết hợp với nó ra bắt một trình mũ thôi cái từ từ nó lên lại coi thầy không hiểu chỗ nào nó liền chứ Bây giờ không hiểu chỗ nào đây làm lại từ đầu luôn hả cái cái đoạn dưới dữ... à, cái đoạn chỗ đây đoạn chỗ đây hả đúng rồi này rồi cái này á, là bấm máy tính bấm máy tính nó ra được là phần nam nhỏ hơn tt t nhỏ hơn một máy má tính rồi, hơ phần nam tức là nam phần hơ mũ trừ 1. T là mình trả lại là nam phần hơ mũ x. Còn 1 á, là nam phần hơ mũ 0. Bao nhiêu mũ 0 cũng bằng 1 mà. Ở à, đây thấy nó nam phần hơ, nam phần hơ, nam phần hơ cùng cơ số rồi. Và cơ số này lớn hơn 1 nên cái chiều giữ nguyên. Đó là mũ mũ lớn hơn mũ thôi. Mũ giữ là mũ x này lớn hơn mũ kia là mũ trừ 1. Nhỏ mũ sau là mũ 0. Ok. Hiểu không? Hiểu không? Được rồi thầy. Rồi ok. Tiếp tục. Còn còn gấp bắt bấm nút nữa thì bấm đến luôn hả? Dạ. Rồi. Casio thì thấy sao bấm dài thôi. Ở đây step nó quá nhỏ nè, trừ 1 0 nè. Em cho cho trừ 1 tới 0 step không biết 1 là sang chuyện hả à. Bấm hoàng rồi hả? Thái sâu bấm dài bấm một cách chắc an nhất logarit cơ số h đại mũ tên qua bãi chỗ đây bấm thứ dấu nhân nhanh cho không bấm dấu nhân là nó không chịu nhanh nhân cho 10 mũ x đại ờ này 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 đại cũng phát thấy rồi ok logarit cơ số h nhanh quá bãi nhân với 10 mũ -x rồi đẩy nó qua nam nhân hơ lam mũ x của tay sâu bấm dạy thôi mình ta rồi qua thay dấu trừ thì trừ dấu trừ thiếu dấu trừ ờ đúng 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 đó trừ nhưng nó dễ quá là thay sâu bấm dạy là mình bảo không được rồi chuyển cái này chuyển cái này qua chuyển phải đổi cái giáo nghe không đổi giáo của trung quốc á thái đổi giáo hết đi hơi ít thành là trừ H hơi x số 1 này đổi thành là trừ 1 còn nếu mà chắc ăn nhất là trừ cho mở ngoạc ra bên kia có gì ghi đó x à, cạn 1 rồi đáng ngoạc là nó trừ theo kiểu đó thì chắc ăn nhất cứ mở cho ngoạc ra còn bên kia thấy gì sao bấm dậy rồi đáng ngoạc ra thôi bằng nhỏ nhất là một tới không để một không hả cho là, là trừ một chứ trừ một cho tới là không step mình lấy 0,1 rồi cần dương nha dương dương nè bắt đầu ngay trừ 1, nó dương rồi đúng không nên nếu mà lấy cái số trừ 1, nó phải dấu tròn vì cái hai muốn có dấu bàn nó phải dấu tròn nha nên trừ 1 phải là dấu tròn dương 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 à, dương tới số 0 dương tới số 0 để số 0 nó cũng bằng không cho nên là muốn lấy số 0 thì phải dấu tròn chứ không có được lấy dấu bàn vì không cái nào trong phương trình không có dấu bằng thì bây là trừ một tới không đều vô tròn hết luôn cô b hiểu không vô tròn vô vuông thầy ừ. hiểu không à. vô tròn vô vuông chưa hiểu chân nâu nó 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 lớn hơn hạt bài nó có dấu vuông đúng chừng nào ví dụ như là cái chỗ đây mà nó ghi là dấu bài lớn hơn vạch bàn tức là nó bằng không nó bằng không thì ngay số không nó mình mới, mới, mới lấy vô vuông cái này bằng không nè thì chỗ đó mới lấy vô vuông còn nếu nó không có vô bàn thì chỗ đó phải là dấu tròn hiểu chưa đúng còn đây này chỗ này số không nè nó ngay xong nè bao giờ nó có vô bàn thì ngay chỗ có số trừ một này mình lấy vô vuông đó. còn nếu mà nó không có vô bàn thì chỗ trừ một mình lấy dấu tròn ok chưa bao giờ trong đề này nó có vô bàn này thì ngay chỗ đó mới được lấy dấu bàn mới được lại lấy vô bàn là lấy vô vuông á bàn là đi với vuông có chưa không bàn là lấy vô tròn tiếp tục hỏi em nè nhạc alo một hai bốn năm sáu ba tám chín mười alo được, hay không Hết thì tới lượt thầy thầy sẽ đi xuống luôn Ủa nó có một cái nghiệm gì đó Định làm cái bề nữa đó mà có À tổng các nghiệm Ờ à, đúng rồi đang định nó đó, đó tổng các nghiệm đó. Tính tổng các nghiệm Tính nghiệm ra đâu còn biểu tính tổng các nghiệm nữa à. Tổng các nghiệm nguyên của các phương trình này Cái tổng các nghiệm nguyên của phương trình này Là nhìn cái tướng không Thì là máy tính khác rồi đó Máy tính khác rồi Thì số nó bự quá mà Vậy máy tính mình trả sau cho nổi buộc phải tính tự tính tà của à, và đưa ra ngoài à, chỗ đây nó mũ nam mũ lẻ đây. điều kiện là x phải dương rồi số nam đưa ra ngoài số nam đưa ra ngoài là cái số nam đưa ra là dễ cháy nhất cái này số nam này đưa ra ngoài nó gặp cái bình phương cái này thành 25 cái này hôm trước có dẫn chỗ đây rồi còn là logarit số 3 của nam trừ cho cái này đưa ra ngoài thành trừ 50 logarit số 3 của x và trừ 7 50 nhỏ hơn bằng 0. Rồi, ở đây là bình phương nhé. Rồi, đây là của x chứ. Yeah, rồi. Ở đây thì em phải đặt t, không đặt t thì mình bấm má luôn cũng được. Bấm cái bắt phương trình này nè. Nhỏ hơn bằng 0 đó. 25 trừ 50 trừ cho uh, 750 50. Uh, nghiệm của mình là logarit cơ số 3 của x. Bấm luôn đi. Có cần đặt t mà không? chạy, mới chạy. Mới Ra được logarit số 3 của x sẽ lớn hơn một bàn sẽ nhỏ hơn bàn. Tham lam thì còn hơ. âm lam thì còn nam. Phải không ta? lam, âm lam thì còn hơ. âm lam. 3 à, 1 trừ can 31 phận mấy à đây là một cạm can một cộng đúng không rồi đậu lên thôi ít này do cái hệ số a này nó dương nên đậu lên thôi x sẽ lớn hơn bằng nhỏ hơn bằng cái này đậu lên thành 3 mũ 1 trừ can 31 còn này nó là 3 mũ 1 cạm can 31 rồi bây giờ do x nó yêu cầu là cái nghiệm nguyên mà nên là x sẽ lớn hơn bằng nhỏ hơn bằng bấm gần đúng thằng này gần đúng thằng này bao nhiêu ba mũ một trừ căn mốc là bao nhiêu gần bằng bao nhiêu bấm chưa Ủa, Ủa, bấm 3 mũ 1 trừ kèm 31 thôi mà lao dữ vậy? Đập, đập đi 6,6 à, máy đó, thì số nguyên mà lớn hơn 6,6 6... oh, Nó có nhăn cho nó cho nên là, 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 là chậm rỡ chứ vậy oh, Chính vì cái chỗ đó cho nên là hổ không đây 3 mũ 1 trừ can 3 mẫu bàn muốn trừ ba là không phải không máy nó dùng đã không bằng không phải không máy mà cái số nguyên mình lớn hơn không phải không máy là số 1 đúng không rồi rồi ba mũ một cặm can một ba sáu, một, ba, sáu. Một, phải máy đó phải không phải bao nhiêu đó phải không À, mình lấy số nguyên là bấy nhiêu thôi như vậy là từ nó biểu mình tính tổng các cái nghiệm nguyên này nghĩa là em phải tính tổng một cạn cạn chấm chấm cạn cho một ba sáu mươi bàn bao nhiêu quay về quay về dĩ vãng đi để tính cái này đi còn hông của mình là lên đây là sum ship x sum sum của x x này trả từ một cho đến là. Một mấy. Một ba sáu. Một ba sáu mươi. Một. Ba. Sáu. Mươi. Bạc. Dữ vậy. chạy gì dữ vậy. Một số. Cứ, cứ xem đây thôi mà tính dữ vậy. Hả. À hả. Một số mà tính con số đây mà, mà má chả dữ vậy. Ồ. Ờ. Của anh ok má em cùi bắp quá vậy? tính kiểu đó là thua mình tính lấy số đào cạn số cuối nhân số số hạn gì hả? bấm kiểu này nhanh hơn biết nhanh bấm sum nó bấm lô nên rồi nhưng còn những bài khác thì tính ta một phần một phần là mấy em tính uh, tính má nhé nên tập tấm má về bờ tao kia nhé. Không nhắc thiết là em phải làm hết đó. À, thầy sẽ làm cho các em bài 153. 153. Ok tốt quá. Rồi 153 tập nghiệm của cái bắt phương trình này. Lưu ý là A nhỏ 1. A nhỏ 1. A nhỏ một mình phải đưa về cao số a hết đi bây giờ phải có điều kiện á điều kiện điều kiện điều kiện là logarit cả cái này phải dương này à, dương thì nó là à, x phải dương này x phải dương này logarit ca số a của x phải dương này là tương đương với x do a nó nhỏ hơn một nên đổi lên a mũ không bằng một nó nhỏ hơn một đó. Rồi đó, điều kiện như vậy cuối cùng điều kiện là cái hợp hơn này là không nhỏ hơn x x nhỏ hơn một đó là điều kiện chưa? rồi tiếp theo là mình xử lý cái mũ này này mình phải đưa lên đây này chứ đưa ra ngoài chỗ đây là cũng không là cũng rất vớt mũ hơi này đưa lên đây này thành là thành can như vậy là phương trình thành là logarit -so của logarit -ca -so của can x rồi cộng cái mũ này cũng vậy cũng đưa lên chỗ đây này chứ không phải đến rễ chỗ ngàn đưa lên chỗ đây tức là logarit số a của can của logarit số a của x và lớn hơn hoặc bằng số hai này đưa vô trang luôn thành logarit số a của can Giờ là tổng thì bằng là tích logarit số a của cái này mình cho bằng t đi t nhân cho can của t à, tức là, là t này tổng này thành tích là cái t này với, với can t này rồi lớn hơn bằng logarit ca số a của căn ha giờ cùng cơ số rồi cùng cơ số rồi nhưng mà phải luôn luôn nhớ là ai nhỏ một nên cái chiều này nó đổ là tức là t nhân can t là can bậc hơi của t mũ ba nhỏ hơn căn ha nên bỏ can hơi vế lên cho được t mũ ba nhỏ hơn bằng ha được chưa bằng hơi này đâu ra rồi. <laughs> rồi. Như vậy là suy ra được là T nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng căn bậc 3 của ha. T là cái gì? T là từ đó suy ra logarit số a của căn x sẽ nhỏ hơn hoặc bằng căn bậc 3 của ha. Đó. Vậy là đổ lấy đậu lên đậu lên do a nó nhỏ một nó đổ chiều căn x sẽ lớn hơn bằng a mũ căn bậc ba của ha rồi có chữ bình phương nè mình sẽ lấy mình sẽ lấy bình phương ha vé cho nó mắc căn đi như là x sẽ lớn hơn căn bậc a mũ căn bậc ba của ha tất cả bình phương tức là các bằng là a mũ ha căn bậc ba của ha rồi a sẽ x sẽ lớn hơn thằng này Uhm. mà sao nó không, nó không nó không được đẹp vậy ta có bị bị lỗi ở khâu nào không nhỉ đây là càng ít sorry ra càng ít rồi hai bị hơi bị chỗ đây hay bị nhanh quá rồi chỗ đây hơi bị nhanh quá rồi. rồi từ từ đi chậm mà chắc đi rồi bằng là logarit số a hai cái này nhanh nhau tức là bằng logarit cơ số a của can x nhân cho can của logarit cơ số a của x và lớn hơn bằng logarit cơ số a của căn a do a nhỏ hơn một nên cái chiều này đổ lại bên đây nó là căn a còn chỗ này nhân lại số mũ a đưa ra ngoài nó là một phần hơn a logarit cơ số a của x nhân can của logarit cơ số a của x chỗ đây mới nhập thành tên mình này đúng không rồi đổi nhân lên đây ra được là ra được là logarit số a của x à, can bậc hai của mũ ba a nhân can a là can của a mũ ba loga can của loga là bằng loga mũ ba và nhỏ hơn bằng hơi nhân lên hơi nhân lên là hơi can hơi tức là can của hơi mũ ba Rồi. như vậy là mình lại bỏ hơi can đi Ta được là logarit số 3 của cao số a của x mũ 3 nhỏ hơn bằng à, h mũ 3 và bỏ luôn mũ 3 h vé luôn Rồi cuối cùng lại là h căn với mũ giống nhau ta ra được logarit cơ số a của x sẽ nhỏ hơn một bằng h Để đi vâng rồi đậu lên đậu lên thì chú ý là nhỏ hơn một nên đậu lên là x sẽ lớn hơn bằng a mũ 2. à. kết hợp với cái điều kiện của mình lúc nãy là không nhỏ hơn một nhỏ hơn không nhỏ x nhỏ một mình để đây cho này không nhỏ x một này này đây. đây là không này một này tức là lấy ở đây giờ a bình phương do a nhỏ một nên bình phương lên nó sẽ nhỏ một a bình phương nằm đây lớn hơn thì nhỏ hơn bỏ rồi nó sẽ nằm trong khoảng từ a bình tới một a bình tới một a bình có lấy không a bình lái a bình tới một đáp án c thấy yeah. chưa rồi hey, hey. Ừ. thằng đây bấm tính nó có âm à bình số này khi bấm máy tính do a nó nhỏ hơn một thì em có thể cho cái a này bằng một phần hai đi có cho một phần hơi. thì nó sẽ ra được nó sẽ nó sẽ vuông từ một phần tư đó đi ok bấm máy tính luôn rồi coi thêm. Có Cô... phim Từ từ lúc xuống câu bài Hả? Có phim nhé, rồi Được chưa? Để cho nó xem cái đó Xem chưa nè? Khai rồi có quay video nhé đâu lúc ừ. đâu lúc chỗ nào không hiểu thì có thể mở lại youtube xem nhé xong nói nha Thôi. Rồi, okay. rồi bấm máy tính nè bấm máy tính bấm máy tính thì mình quy ước ai này là bằng một phần 2 vì nó nhỏ hơn một mà một phần 2 1 2 hôm qua em ghi không Việt Nam cho chắc đi ha không Việt Nam bình phương là không phải thêm 15 á không phích nam bình phương là không 25 menu 8 tôi đây là lô cơ số 0.5 cho nó nhanh hơn là 1 2 qua đây là lô bấm chỗ chắc an chỗ này nghe là logarit cơ số không bình phương của cái x rồi đẩy một tay ra ngoài đẩy hết ra ngoài luôn rồi chỗ đây nó là cảm logarit cơ số a bình phương tức là không năm bình phương đẩy qua tam đây nó sẽ là logarit cơ số a của x, logarit cơ số a là không việt nam của x, rồi đẩy qua đẩy qua chuyển cái đóng đi qua trừ một phần ha logarit cơ số a của ha logarit không việt nam của ha rồi nó rất là bá, nó rất là bá này buộc phải không việt một thôi. Mà nhỏ nhất của nó là không phải A bình phương này Nhỏ nhất nó là A bình phương tức là không phải khai à. Còn lớn nhất của nó là một thôi Không làm một thì mình thêm nhất lên cho thành hơi luôn Step không biết một Bàn Cho nó là không phải lam à, ha. Step 0.1 Bàn Dương lớn hơn hoặc bàn không mình lái nhé Lớn hơn bằng comment like Như vậy là đi xuống xuống Ngay vô đây Ngay vô đây nó không, nó không xuất hiện cái không fake Không fake à, Thì không Việt Nam bình phương là không fake 25 Nếu mà muốn không fake 25 Thì step của mình phải một phần Step của mình 1 4 kìa Nó mới nhận được Còn step 1 phần 4 thôi được không Step 1 phần 4 Bạn trả đó rồi, như vậy thì ngay chỗ cái 0 lam này nó bằng là trừ 1. Ủa sao hồi nãy mình tính không? Hồi nãy cái 0 phải mình lấy phải không ta? Lớn bằng an à, phương mà. Thì 0 phải lam nó phải là bằng 0 chứ. Như nãy thầy không có thơ lam mà lớp không có thầy chưa bình nghe thơ hả? À, cái, 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 chỗ nào chưa bình hả? À? Đây này một cái đúng là chỗ này chữ bình nè đây chữ bình đúng rồi đó ừ. bàn, bàn. Đó, đúng rồi chưa không phải làm bằng không này mình không là là a bình phương đó rồi nó dương mình lái xuống dương xuống tới tới một mình bị lỗi nếu xuống một lái thì phải dấu tròn xuống một lái dấu tròn này còn còn cái không phép làm là a bình phương này vuông này thấy chưa nó bằng xe còn xuống nữa năm rồi xuống nữa lẩu luôn nha mâm đó lỗ luôn yeah. nó chỉ có được từ không phải cho đến là một lấy vô trò còn không phải lấy vô vuông đó là cách bấm máy à. rồi cái 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 uh, bài toán thực tế về lãi suất nhé lãi suất ngân hàng nha là bài toán lãi suất lãi toán thực tế bài toán lãi suất. suất. Nếu em gỡ vào ngân hàng A đồng với cái lãi suất là r, lãi suất này có người ta có thể tính theo quý, theo tháng hoặc là theo năm, Đấy chưa à. Như vậy dù em gỡ ví dụ như là hàng tháng là em sẽ lấy lãi, nhưng mà tháng đó em không lấy lãi thì em sẽ có được số tiền là A đồng cộng với lại là A nhân r và cái tiền này trở thành vốn cho tháng tiếp theo thì tháng tiếp theo em sẽ được là a cạn cho a nhân r rồi cạn thêm với a cạn a nhân r nhân với r nữa họ tức là nó cứ lễ lỡ chồng lỡ chồng lỡ như vậy thứ này gọi là lễ suất kép thì lúc đó ta suy ra công thức tính x sẽ bằng a nhân một cạn r mũ n trong đó a là cái tiền gửi a là gửi tiền gửi ha à. còn r nó là cái lỡ xúc lỡ xúc ngân hàng chưa yeah. có n tức là số kỳ số kỳ lẻ à. ta sẽ tính theo công thức đó gọi là công thức lỡ xúc kép nha rồi ví dụ ví dụ gì Bây giờ là, là mình gửi vô um, cho nó một 10 triệu thôi 10 triệu 10 triệu với lợi suất hiện tại mà câu nhất nó là 6% trên 1 năm cho nó 7% trên 1 năm đi năm và cái mức lễ này nó duy trì đến cái lúc nào đó em phải dự tính là em phải có 100 triệu để em cứ vợ tức là gỡ vô 10 triệu với lãi suất 7% để xem thử bao nhiêu năm mình được 100 triệu mình cứ vợ À, thì áp dụng công thức là là cái tiền mình nhận này là x này x tức là 100 trăm bằng a là 10 nhân một cạn r là 7 phần trăm anh n là cái số nam là cái số nam mình mình gửi số nam không biết nó là x rồi em nhập vô máy tính và em bấm ship can cái nó sẽ ra được x ngay ừ. rồi bấm ship can cái không có tội gì phải đi dễ hay cả Trước đây ta được làm một trăm 100 trừ cho 10 nhân với 1 cảm cho 7 phần trăm nhé phần trăm là ship giống nhân dưới đây này phần trăm ồ à, ship ship answer đó ship answer đó đáng ngoặc là mũ x rồi ta ship can ship can cho số nào nó chắc nó bự lắm đó. cho nó 23 cũng được bạc gần bao mấy năm đó như thế này 34,03 thì em phải có được khoảng là 35 năm sẽ có được 100 triệu à. cho nên là nếu như mà à, muốn cứ vợ dạ dự tính 100 triệu thì giờ dạ bỏ vô 10 triệu và đợi 35 năm sau sẽ có được 100 triệu cứ vợ dạ nha lúc đó là từ uh, <laughs> à, khi mà tính đơn vị nam nó không có làm tròn gì đó ví dụ như là 36 mươi sáu ba sáu phích thế nào là hầu bao nhiêu năm là ba mươi bảy nam cho không tính ba mươi sáu nam được không thể tính ba mươi sáu nam được nha đây là cái cách làm tròn thực tế nhé à, là tính là nó qua năm ba mươi bảy rồi he thì nó cũng qua năm thứ 37 rồi chứ không có thể là đến 36 sáu tới bỏ cái sau được đó là làm tròn thực tế chứ không phải làm tròn toán học như kia nha rồi còn trường hợp thứ hai đây là tính lãi suất bình thường còn trường hợp thứ hai ví dụ em đi mua trả góp chẳng hạn mua trả góp em mua một cái gì đó a đồng và mỗi tháng em trả em mờ đọc với một cái lãi suất giống như vậy thì phải mất bao nhiêu năm đó thì đó là cái công thức tính trả góp công thức trả góp công thức trả góp này nó cũng giống như là em đi làm cuối tháng hàng tháng em ấn định là hàng tháng em tiết kiệm 4 triệu 5 triệu gì đó em cứ hàng tháng là em gửi 5 triệu hàng tháng là em gửi 5 triệu thì giống như trả góp vậy đó em trả miết em đủ số lượng này em dừng hoặc là em mục tiêu của em là em phải tiết kiệm được 200 triệu thì hàng tháng em đi làm em 5 triệu em cứ bỏ vô 5 triệu bỏ vô thì đến một thời gian nào em sẽ được được khoản tiền đó thì nó áp dụng theo công thức này được gọi là gốc thì nó công thức là em mà nha bằng m nhỏ là cái tiền mình góp vô nhân một cạn r mũ n trừ một chia cho r đó. như vậy là cái tiền góp này là em tìm góp cuối tháng cuối tháng em góp vào nhưng mà nếu là đầu tháng thì khác khá. nếu là đầu tháng em góp vào đầu tháng thì số tiền nó sẽ là tn tn sẽ bằng m cũng giống vậy thôi cũng giống vậy m một cạn r mũ n trừ một chia cho r nhưng mình nhân thêm cho một cạn r nữa đó là đầu tháng ví dụ như là em mua một cái điện thoại là cho nó là 10 triệu đi 10 triệu với lãi suất là không là là với lãi suất cho nó Hê phần trăm trên một tháng không biết là bây giờ mình trả ví dụ như ấn định đi mình trả trong vòng 3 năm 3 năm xong chỉ là mỗi tháng em phải trả bao nhiêu à, thì công thức tính nó như sau 3 năm nó phải là 36 tháng vì cái tính hơn phần trăm phần trăm trên, trên tháng không chưa? như vậy là cái 10 triệu này người ta vẫn tính lỡ trong vòng 36 tháng trên 10 nhân 1 cạn R là 2 phần trăm đó phần trăm mũ là 36 đây là 10 triệu của mình và của người ta đây trả góp này trừ cho bây giờ hàng tháng mình trả là em mà đồng mình không biết nhân cho một cạnh R cũng là hai phần trăm và nhân cho 36 tháng Đấy chưa trừ cho một chia cho đây là mình trả cuối tháng đó chia cho hai phần trăm rồi này em nếu mà em trả đủ thì cái này nó sẽ bằng không thì cái này nó sẽ bằng nhau này rồi ta nhập máy tính vô và cho cho em mà đồng ý ship cam mình sẽ ra được là hàng tháng mình phải trả bao nhiêu nha, trả trong vòng 3 năm bạn thử nha đây là những bài toán này phải đặt đề cho kỹ để coi thử lợi suất theo kiểu gì đó đây là mười mở ngoặc một cạn ha phần trăm đáng ngoặc mũ 36 chuyển qua trừ m là x nhân với 1 cộng cho 2 phần trăm đám ngoạc mũ cũng 36 luôn yeah. rồi trong vòng 36 tháng là 3 năm á rồi mình bấm ship can cho bao nhiêu cũng được bạn 10 tức là một tháng em phải trả Ủa, lại vậy? Đó, chưa có phân số đây mà chưa có phân số đấy mà, hạn chi nhân với uh, chỗ này nó phải là phân số lên là uh, phần trăm ở trên còn thiếu trừ một nữa trừ một chưa rồi và yeah, ship cam bằng hàng tháng là em phải trả không phẩy ba mươi chín triệu uh, à, không 39 tức là em phải trả 400.000 trên một tháng tức là một tháng em phải trả 400.000 3 0,3 39 ha tức là nó gần bạn bữa lại là 400.000 trên một tháng chưa? à. như vậy là mình đó là người ta tính công thức theo cái phương pháp trả góp nha đó tức là những cái công thức này là cả nhớ nha rồi như vậy trong bài toán thực tế này em chỉ cần nhớ hai cái cái này là công thức trong sách giáo khoa rồi còn hai công thức này là hai công thức nâng cao đây là công thức trả góp mà trả góp cuối tháng thì không sao nhưng mà đào tháng nó mới thêm chung một càng r nữa thuộc đó mà làm thôi ha rồi ta sẽ đi vào trong bài tập để cho em nhá nha làm hết mấy bài tập này nghỉ sinh đây là số lượng bài tập cuối cùng trong tài liệu đó đó à, thì làm hết cái tài liệu này rồi thì hôm sau cái tiết hình mình vẫn cứ hạt bình thường còn riêng ở tiết đệ thì ta sẽ dễ bài tập ông cuối kỳ tiết đạ thì sẽ dễ bài tập ông cuối kỳ và chỉ à, tức là chỉ dễ chỉ dễ hơ cái đề để cuối kỳ cho nghe còn em phải tự ông và sau đó ba qua phần nguyên hồng tích văn trả luôn á còn lại mà em phải tự ông á rồi đạp đề cho kỹ và thái ngang hiện lễ suất ngân hàng là 6% 0 năm. Lúc con ông A bắt đầu học lớp 10 âm gửi tiết kiệm 200 triệu đồng. Sau 3 năm. Như vậy cái đây là r này. Sau 3 năm là n này. Cái đây là a này. Ông nhận được cả vốn lẫn lẽ là bao nhiêu áp dụng công thức thôi. x bằng a là 100 triệu nhân một cạnh r là 6% à, số kỳ là qua rồi sát bấm bụp phát sáng bao nhiêu triệu sau 3 năm ông được bao nhiêu triệu mới chạy mới chạy mới chạy toàn là anh hùng bằng phím không mà bấm lâu quá Ủa có không vậy Sao thua thì bấm đi, đi, đi màn hình nhé Không Không thua Ô B à ok Rồi nghiên cứu qua câu 2 nha Một người gửi 15 triệu Nó là A à? Vô ngân hàng theo thể kép à, Kỳ hạn là một quý một quý là 3 tháng nha một quý là 3 tháng với lãi suất là 1,6 máy một quý này Họ sau bao nhiêu tháng thì người đó có ít nhất hơn 10 triệu gỡ thì gỡ quý mà họ bao nhiêu tháng thì một là em đưa quý về tháng luôn à. tức là lãi suất của nó của ông là 1,65 phần một quý như trang một tháng sẽ bằng là 1,65 chia cho 3 à. lớp mình tính luôn 1,65 chia 3 luôn ha 1,65 1, 65, 1 phải 6 lần chia 3 tính ra thế chảng không? À, học chẻ chứ 1.6 chia 3 nó lẻ thì để lác máy tính luôn. Mình phần máy đó, ừ. 0.55. À, vậy là 0. ,5. nó là ra là 0 tức R này này là bằng 0.55 là tính thoáng á, phần trăm tính tháng do ổng hỏi là họ bao nhiêu tháng mà. Được mình sẽ áp dụng là à, hỏi là sau bao nhiêu tháng với là à, thì được 20 triệu nghĩa là 20 là tiền ông nhận này ông gỡ vô là 15 triệu này nhân một cạnh R là bằng là 0,55 phần trăm này tiền tháng là bà không biết này được chưa? rồi nhập vô bấm ship căn 20 trừ 15 nhân với 1 cạn 0 phép 5 lam phần trăm lệ mũ x ship can bạc 52 tức là 53 tháng này. 53 tháng trong này không có đáp án lý do là cái đề này nó cho là đúng là họ bao nhiêu quý và trên đây này nếu mà gọi được bán được cái đề này nó bị sơ trong cái cái câu hỏi nha nếu mà tính theo quý á, là năm có đề còn nếu như mà 15 phần trăm trên tháng tao không phải là quý mà đây là kỳ là kỳ lễ theo quý mà thì chứ đây nó hỏi là có bao nhiêu quý chứ đừng nói bao nhiêu tháng bao nhiêu quý thì lúc đó mình giữ nguyên cái đó là thì mình có được được bác mình giữ nhiên nguyên cái cái quý luôn này thì nó là lăm nhé đem sửa lại thành 1,65 1,65 rồi ship can bằng 17 tức là 16 thôi 16 quý là 18 quý chứ 18 quý lúc này, có đáp án này. nó có bán này à, nó lỗi của đề thôi ha rồi. câu số 3 anh ơn mua nhà giá trị là 500 triệu đồng theo phương thức trả góp à, như vậy là là 500 triệu theo phương thức trả góp nếu anh muốn trả hết nợ trong 5 năm 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 với lãi suất là 6 phần trăm trên năm thì mỗi tháng anh phải trả bao nhiêu à, đây là lãi suất trên năm mà đây là hỏi là mỗi tháng phải trả bao nhiêu đây là dạng toán trả góp này đúng không như vậy mình phải quy cái lãi suất này về tháng 6 phần trăm mà trên nam sẽ bằng lấy 6 chia 12 là 0,5 phần trăm trên tháng đó rồi mới làm được không? như vậy là à, giống như trái góp nhưng mình làm trong vòng nam 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 thì nó là nam nam tức là 60 tháng từ n nó bằng 60 đó nam nam là 60 tháng như vậy là cái tiền 500 triệu này cũng phải tính theo cái đó tức là bằng một cạn cho R là 0,5 phần trăm trên tháng mũ là 60 60 tháng trừ cho tiền đã góp hỏi là mẫu tháng phải trả bao nhiêu mẫu tháng là M áp dụng công thức nhé một cạn R là 0,5 phần trăm 60 trừ 1 chia cho 0,5 phần trăm và ship can em sẽ ra cái tiền em phải trả mẫu tháng không? rồi chạy thử nam tam áp dụng công thức trả góp liền ha một cạn cho không nam phần tam Đáng ngoạt mũ nó là 60 tháng là rồi chuyển qua trừ cho x không? nhân với phân số ở trên kia nó là một cạn không nam phần tam đám hoặc là mũ cũng là 60 đưa qua trừ cho mẫu dưới mão không phế nam và phần là bấm ship cam cho năm hơi đi bạn bao nhiêu rồi cũng được rồi, như vậy là mỗi tháng là ông phải đám là đơn vị này đơn vị triệu nha đơn vị này là đơn vị triệu là 9,6667 triệu đồng này là nó bán gần nhất của mình là 9,89 triệu Đấy, tính cái này à, rồi. như vậy là à, ông phải tính theo cái cách đó nha hoặc là người ta vẫn để theo nam nhưng mà sau này số tiền ông đáng trên nam ông chia cho 12 tháng rồi ông cho mỗi tháng ông sẽ tính bao nhiêu đó nhưng có điều là nó không chính xác lắm nên họ người ta tính theo cách đó đó mua ra số này này tức là ông phải tính trang nam nam thì mẫu nam ông trả bao nhiêu thì lấy một nam đó ông chia cho 12 tháng nó sẽ ra được cái tiền trả trong mẫu tháng ông tính theo cái đó mà mình tính theo cái này là đúng chính xác hơn rồi câu số 4 câu số 4 là những cái dạng toán mà người ta cho sẵn công thức rồi mình chỉ việc ráp thôi một lon soda 80 độ F đưa vào máy làm lạnh chứ đó là 32 độ F nhiệt độ soda ở phút thứ n được tính theo công thức này công thức này là nó ứng với 3 độ F mình không quan tâm thứ này nữa họ phải làm mất soda trong bao lâu để có được 50 độ F 50 F là T này thì nó là 50 sẽ bằng 32 cạn 48 nhân cho 0,9 mũ T T này đặt x xếp càng ra sang thôi tay này trừ nó đơn giản vậy đó nên nhiều bài thực tế này nó rất khỏe ví dụ còn độ phân rã gì nữa anh chúng mình như trong vật lý vậy đó nó cho công thức sẵn rồi mình rớt xuống thôi chứ còn không có phải mình phải thuộc công thức phân rã như trong cái uh, vật lý hạt nhân mà em đang học đó Đúng không? 50 trừ cho trừ không ghi gần ghi, ghi sau trừ 50 mươi xuống hơn trừ đây là uh, đây là bàn này ha bàn ghi phía sao là trừ gương trước xuống hơn tức là 32 cảm với 48 nhân với 0,9 đáng ngoạc mũ x rồi trừ cho 50 rồi ship can x nó nhỏ cho lấy nam thôi 9,3 9,3 đã bằng b này là 9,3 phút ok rồi đó là dạng nha đây là những cái dạng tóm thường có đó. rồi, dạng thứ nam dạng thứ nam là một cường độ động đất được xác định bởi công thức này m là cường độ a là biên độ tối đa còn a0 là biên độ chuẩn biên độ chuẩn đầu thế kỷ 20 một trận động đất ở San Francisco là 8 đến 3 Richter tức là M1 của nó đó là bằng 8 3 độ Richter cũng năm đó trận động đất khác ở Mỹ có biên độ gấp 4 lần biên độ là cái này là gấp 4 lần này đó. biên độ A đó, gấp 4 lần như vậy mình tính chỗ Mỹ trước đi tức là lóc của A trừ lóc của A0 sẽ bằng là 8,3 à, đây là lóc của hiệu là bằng lóc của thơm log của A chia cho A0 là bằng 8,3. Như vậy là A chia A0 sẽ bằng mình log là cơ số 10 đó, đậu lên 10 mũ 8,3. Rồi, bây giờ là là ở ở Mỹ thì có, có biên độ là gấp 4 lần thì cường độ nó bằng bao nhiêu? vậy là cường độ tờ Anh á trong năm đó ở Nam Mỹ, Nam Mỹ là m 2 đi nó bằng logarit cơ số log chứ yeah. A à, biên độ gấp 4 lần là. lại độ Đây là A là biên độ này Nếu mà cái biên độ gấp 4 lần Chỗ đây nó phải là 4A Trừ lóc A0 Và hình này sẽ bằng là Lóc của 4A Chia A0 Và bằng lóc của 4A Chia A0 A Là bằng 10 mũ 8.3 Và em bấm máy tính chỗ này Nó là xam chuyện Được chưa đây, những cái dạng toán này nó cho một ảnh không biết lập tỷ lệ lên và cái dạng toán theo cái này nó cũng có xảy ra và trong đề thi quốc gia thì lâu lâu cũng sẽ lọc một bài lâu lâu lọc bài như năm vừa rồi hơi năm vừa rồi thì cũng có lóc ship lóc của 4 nhân cho 10 mũ 8.3 đáng ngoạc Bạc chín độ ta có nó tin là ở cái phần lãi suất này thì nó ứng dụng âm mũ thì thực chất lãi suất chỉ có hơi cái dọn này ta hơi dọn này còn những cái bề này, một hơi ba này dạng này còn mấy cái bề sau này là những cái bề mà nó thường ra cái kiểu như vậy thường ra kiểu như vậy và người ta dùng trong vật lý là nhiều ví như là một một vật độ phân rõ rỡ độ phân rõ là m bằng em mời nhân cho em mời nhân cho hai mũ uh, t lớn trừ cho t nhỏ t là chu kỳ bắn rã này em là khối đầu, đầu tiên này nó và nó hỏi hỏi như vậy mình phải lập tỷ lệ đi để mình làm thì nó giống giống cái câu này giống giống câu này chưa học tới vật lý hạt nhân chưa lớp mười hai học tới vật lý hạt nhân chưa 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 à, chu kỳ bấm rãi rồi đó thì sau này qua kỳ hơi nó sẽ đụng cái này thì trong cái toán quốc gia nó cũng có thường có có nhưng mà đừng lo lo nghệ vì những cái này vì công thức mình cho cho sản chứ không phải bác mình phải nhớ công thức à. và rất số vô vô làm giống giống như câu số nam này thôi rồi